Rồi, chào các bạn nha. Sáng rồi bạn ơi. Nay mình đi thăm chuột nữa bạn ơi. Ngày mình vô thăm. Trời má hàng coi có con gì không. Lên con vũ. Không mà. Má hàng cái đầu tiên không thấy dính nè. Tí nữa các bạn. Về khu này cũng ngon. Khu dừa không hả bạn. Khu cái vườn dừa. Nhìn đó một cái nha. Ở đây cũng gọi là hên xui thôi. Là mong vũ không luôn hả? Cái này ây, cái này dính không? Không dính luôn kìa, kỳ vậy đó. Chắc có dính á. Dính không? Dính cho cơm nha. Dính nha các bạn ơi. Trời ơi, con chuột mini. Đúng là mới ra sáng được con chuột mini các bạn. Đây, tiếp nó vô. Đi gà lên trên kia nữa. À, ra thăm gì vậy? Dính đó. Dính đường con nữa các bạn. Sáng là như trời chuyển mưa thì sao? Muốn mưa không? Trời. Được con bự nữa. Sáng trời muốn mưa các bạn ơi, thời tiết không đẹp rồi. Ừ, con bự với con chà bá nện luôn. Đây đưa anh cái giỏ anh cầm cho. Ba cái hai con. Chập mini mà cũng dính thế này không các bạn. Lụm. Chuột đi dành đi đặt gắn. Kì. Ghê chưa? Gặp mini dính này không các bạn? Ghê chứ gì? Từ đầu cho con cái thôi. Không dính hay vậy? Đây này nè, anh thăm cái mini của anh. Này con cái mini nữa nè. Lụm. Ở đâu ta? Để đi xuống đạp nó nữa. Đây thăm tiếp nữa các bạn ơi. Lụm bông vũ. Ừ, chưa thấy nè. À. À. Cái gặp mini của anh sạch mà không dính kìa. À. Đây cái gì? Cái gặp gặp không dính. Hả? À. Ừ. Sạch mà không dính, cái trong đó dính chẳng nè. Trời ơi các bạn ơi, sạch mà không dính này không các bạn. Đó, đi thẳng ra chỗ nó chở cái cây đẻ lùm la đó. Chiều con hả? Chiều con cũng được, đi dành đi dành đi đặt gắn. Nếu chiều con thì đi đặt gắn. Trời, tiếp nữa các bạn. Đó. Cái thăm này nè. Dính nào, dính kìa. À. Đồ cũng được. Trọng nha. Đây là coi cái cuối cùng mình đây, cái dính nè. Dạ, hả? Không dính hả? Kỳ vậy? Lụm kìa. Lụm chuột cơm. Lụm chuột cơm nữa nè. Hả? Chà bá luôn. Đủ, bành kỳ luôn. Và bánh lụm cái nữa dữ rồi. Ôi da. Đó chở gốc cây đó. Các bạn chuột cơm chà bá luôn đó mà. Lụm luôn hả? Lụm luôn các bạn ơi. Hả? Chuột cơm con hả? Cũng được. Nha. Hai cái hai con hả? Nó vô rồi đầu hôm á. Này. Ừ. Nó nhỏ mà ăn hết rồi. Con mấy con mới vô nó ăn không hết rồi. Đó. Rồi tiếp nữa các bạn ơi. Dài lên trên đây. Quẹo qua có cây chuối á vậy. Có cây chuối có con cái nữa. Đường này cũng ấm bây giờ mà kỳ ta. Đó, con cái đó. Đó, dính đó. Không thấy đâu. Trời, anh nhìn thấy đó, đây nhìn thẳng vô. Anh nhìn thôi là anh thấy anh dính dính này.
bự không Vũ? Ờ cũng được. Đó, quá đã luôn các bạn ơi. Thấy có dính là ngon rồi đó. Chết luôn, trên ăn chút. Hả? Không người ta hả? Người ta đi làm gì ta? Dính không? Dính này các bạn. Đủ chục cơm chà bá luôn kìa. Cũng được, chưa đến nỗi. Hai cái nữa là hợp lý luôn á. Anh cái cưng cái. Hai cái luôn các bạn ơi. Đây, đây thầm đèn cái. Rồi không dính nè. Rồi nó gài cò. Gài cò ăn sạch trơn mồi luôn. Ừ. Nè, gài cò ui lụm sạch trơn mồi luôn nè. Ổn quá. Thấy không muốn được con chuột rồi. Trời ơi, không ra luôn. Rồi mấy dây ghét trời mấy gặp này kinh khủng luôn. Nay được rồi. Vỏ này cũng đỡ đỡ các bạn ơi. Cũng không đến nỗi gọi là thất quá trời thất. Đỡ hơn hôm qua. Hôm qua mình đi quay làm mà là clip mà thất luôn các bạn. Không có con gì luôn. Mình đi coi nghe mình coi có không. Đây, các bạn ơi. Lụm không? Chơi lụm ra dễ dàng vậy. Chị con hả? À, cũng được. Đi tiếp nữa các bạn à. Lụm kia. Lụm. Đi con chuột. Hả? Đó. Nó muốn quay cái đầu gập lên luôn đó. Chuột cho bá lên kia. Đá mấy hôm nay đâu vậy ta? Rồi tới đây một cái nữa các bạn. Ở đâu rồi? Dưới này hay gì nè? Ừ hay ha. À. Tiếp nữa các bạn. Cái khu này nãy có hai thanh niên rất là nguy hiểm luôn. Có hai thanh niên rất là nguy hiểm. Trong đó con cái đó Vũ. Đó đó, mình vô đây đó. Thì thẳng đây nè. Mấy anh tay trái á. Nhìn là thấy, nhìn kỹ rồi thấy. Sao không dính hả? Thôi đi tiếp đi. Đúng không? Rồi cứ qua đây cưng kiếm phụ anh cái gặp đây. Chết rồi các bạn ơi, người ta dọn như vậy luôn rồi nè. Xong xuôi cái gặp luôn rồi á. Mất luôn rồi á. Chưa sao, còn lụm được. Dính, dính, dính luôn nè. Lụm mình còn dính nữa nè. À, hên quá còn cái gặp người ta không tham. Ở đây người ta không tham ta. Người ta cậu là chuột dùm. Hả? Người ta cậu là chuột dùm. Ừ, đặt cho mau hết chuột của người ta. Rồi tiếp nữa các bạn ơi. Đây một cái nữa các bạn ơi. Dài dục cái khu bên đây. Khu này dài ngon lắm nè. Ừ. Dính kìa. Ô, không dính luôn. Kỳ ta. Này như đây nhát hay sao. Cái bờ dừa nè, tảng thần như này các bạn thấy không các bạn. Một cái nữa các bạn. Đó. Lắm một cái. Trời ơi con chuột chà bá luôn. Nay chuột con nhiều quá. Chuột con nhiều đi đặt gắn đã luôn. Hả? Ừ đặt gắn đã luôn. Ủa đây cái cây có gậy đây hả ta? Lụm không? Hử? Không dính hả? Ồ xui vậy. Rồi mình đi đặt sớm quá người ta. Người ta làm vườn người ta. Ôi nó mất tiêu cái gặp đây ta. Đi các bạn. Nghe mình dính đường chuột cho bá luôn kìa. Mấy tay phải á. Dính không? Hai cái hai con luôn hả? Hả? Ủa hai cái. Hai cái hai con luôn các bạn ơi. Vỗ vỗ cho nó văng sình ra vô. Sình hết ra. Không ra thôi. Hai cái hai con này các bạn. Đây cái này ở đây đặt gì cũng được. Nhưng mà không cần cái khu của chảm. Chảm thấy mỗi cái luôn. Chảm dính muốn mỗi cái luôn cái này. Ít quá. Xuống này kiếm cái gặp nữa nè.
không biết giải đâu nữa. Đây các bạn, nãy giờ mới thấy dính nữa nè, hai ba cái thì nó dính đường con nữa nè. Trời ơi, con chuột cơm nó bự. Anh nói con chuột cơm. Ừ. Cái ngay nhanh, nhanh đi quay bên đây. Mới thấy con chuột cơm bự dữ vậy. Lượm không Vũ? Hả? Trời ơi, chuột cơm mình kia luôn các bạn. Ồ. Con cái nữa. Nè, cho con chuột cơm hết nói hai con. Hai cái hai con. Hả? Đây nè, anh đặt đây một cái nè. Dính luôn kìa. Dính luôn kìa. Đó, cái đó. Ha. Đó, cầm quay qua anh coi. Ba cái ba con các bạn. Đảo quá trời. Ê các bạn, tiếp đi các bạn. Trời, nãy giờ mình thăm hai giỏ rồi. Kìa. Đụ, lụm ơi. Con chuột bành ký vậy hả? Hết hồn chuột không chịu thay. Đá dữ ha. Thôi tiếp nữa nè. Ra đường đó. Nghe chân chó tàu dừa khô quá chú. Tàu dừa á, tàu dừa nhã. Trong ngoài. Nghe mấy trong. Đây nè. Đi thẳng xuống. Đi mệt quá, nói chuyện cũng không nổi luôn. Thấy không vậy? Đó, đi thẳng xuống luôn á. Ngay bụi dứa đó, dính chuột kìa. Dính con chuột ngay lá dứa kìa. Chuột cơm. Đây cái nữa nè. Dính con chuột mà đi hút con chuột luôn, nó không hay. Trời, gặp bị thục lại dưới vậy. Đó. Ừ, vô nó ăn bị gài móc hay gì vậy? Kì vậy nè. Chuột con quá. Chuột con này. Chuột con này. Con chút xíu à. Mấy vậy không sập móc các bạn. Tiếp nữa các bạn. Ô, dính kìa. Đó, dính đó. Đó, cái gặp đó ngay cái lá kìa. Cái gặp lồi ra vậy luôn, cũng thấy vậy. Chú con bự cho bá luôn nha. Quá trời bự luôn các bạn. Giờ mình đi tiếp nữa là người ta đó trời luôn. Giờ dính chuột cho đi ngang cho la. Lụm không? Không. Chỗ này gần nào gài cũng không dính cho người ta. Tiếp nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, giờ thăm xong rồi. Mình đi qua bên kia mình thăm nữa cái rồi mình về các bạn ơi. Hồi nữa mình về mình tổng kết cho các bạn coi nha các bạn. Này cũng trúng các bạn. Đây các bạn ơi. Ngày mình dính đường con là gùm. Trời, chuột cơm chà bá vậy đó hả? Ừ đâu. Ừ hình như đâu đây một cái nè. Đó đó dưới đó một cái nè. Trời, chuột cơm chà bá luôn nè. Không, đây nè, đây nè, đây nè, dưới này nè. Dưới đó luôn á. Trời, chuột cơm mình kia luôn vậy. Chất lại. Ồ, hai ba con rồi nè. Giỏ này cũng không tệ. Thấy không Vũ? Nó no. Nó có bị gài không? Kỳ vậy. Rồi chuột con nó vô nó ăn á. Hay chuột cống á, đừng nhớ không? Nói là cái hàng chuột cống á, đừng nhớ không? Lượm không? Cái hàng chuột cống không? Cái giỏ này được 3-4 con vậy. Thất thì thất giỏ này đi kiếm giỏ khác. Hồi nãy cá hùi dưới cái lỗ đó cho bá luôn. Thôi các bạn, giờ mình về các bạn ơi. Mình về hồi mình tổng kết cho các bạn coi. Còn 3-4 cái nữa chắc không có đâu. Thấy hên xui đây. Nếu có là nằm trên mặt rồi nha các bạn. Rồi, tiếp các bạn. Rồi đây các bạn ơi, giờ mình về tới nhà các bạn. Cho thằng em mình nó lấy cái ấy ra. À, cảm giác hay khó chịu quá. Chắc lên ba, làm ba vậy.
Bất kỳ. Dạ. Chó nhà mình nên chó quậy quá mà. Nó gặp chuột cái là nó quậy vậy đó. Chúng không nghe. Sợ bị trúng gió nữa. Đi à. Hôm nay được như đây nè các bạn ơi. Hôm nay coi được 4 12 12 24 hả? 25 con nha các bạn. Nay được 25 con mà con bự bự không các bạn ơi. Đó. Nay con bự bự bành bành không trời. Hả? Dính dính mèo nữa nha các bạn. Đây, bây giờ mình lấy ra mình quay cho rõ nha các bạn. Đó, con mèo. Mèo Mina. Đây. Rồi các bạn thấy hay nhớ like và subscribe để biết những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì mình ngày nào cũng có video cho các bạn coi hết. Nè chụp quá bự luôn các bạn. Còn nào nếu bự bự không à? Đã quá trời.